các đơn vị pháo binh thuộc cụm quân phía Bắc đã phá hủy một điểm tập trung binh lực của đối phương trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Nhiệm vụ tấn công với sự hỗ trợ từ trinh sát đường không đã hoàn tất. Chiếc máy bay không người lái UAV được trang bị camera ảnh nhiệt đã cung cấp thông tin về nơi đối phương tập trung binh sĩ, sau đó nhanh chóng chuyển dữ liệu tọa độ về cho các đơn vị tác chiến pháo tự hành MSTAS. Hãng tin TASS dẫn thông cáo từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Đoạn video được Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy các binh sĩ nước này đã sử dụng pháo MSTAS bắn đạn dẫn đường Krasnopol nhằm vào một số công trình được cho là nơi tập trung lính Ukraine. Toàn bộ vụ pháo kích được camera gắn trên UAV trinh sát quay lại. Cũng theo thông cáo trên, phía Ukraine đã cố thực hiện một số đòn đáp trả nhưng không thành công.